Xin kính chào quý vị. Tôi tên thật đầy đủ là Trần Ngọc Ánh. Tôi sinh 1955 tại Sóc Trăng. Tôi lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã học tốt nghiệp lớp 12 tại một cái trường Sóc Trăng, trường trung học Sóc Trăng. Và sau 75 thì tôi lên Sài Gòn và có những cái câu chuyện nó bắt đầu biến chuyển từ đây. Câu chuyện của tôi nó hơi khác mọi người một chút là ba tôi thì đi hoạt động gọi là hoạt động nằm vùng ở miền Nam theo Cộng sản. Thì ba tôi có cho người con là em ruột của ba đó là tôi để ở với bà ấy, và bà ấy không có con. Thì tôi lấy họ ra, họ Trần là họ của người Dưỡng. Nên là cô ấy đã nuôi tôi suốt từ bé cho tới khi 75 vô thì tôi được đúng 20 tuổi. Cái thời chúng tôi đi học rất là bình yên, mặc dù chiến tranh nó xảy ra đâu đó, nhưng mà dân là dân thành phố, chúng tôi có thể là không nghe tiếng đại bác rót vô, chúng tôi không nghe những cái sự nghĩa là chiến tranh ghê gớm ở cái nơi này hoặc nơi khác. Chúng tôi ở trong một cái nơi rất là bình yên để mỗi ngày đến trường và hồn nhiên trong cái tuổi học trò của mình. Thậm chí tôi cũng vô tâm đến độ là tôi không biết được cái cuộc chiến tranh giữa Cộng sản và quốc gia nó có những cái diễn biến chính trị như thế nào. Quả thật trong tôi lúc đấy chỉ là một cô học sinh bình thường, không có một cái chút nào mà nghĩ ngợi về chiến tranh đang xảy ra trên quê hương mình. Chính xác là ngay ngày 30 tháng 4 tôi đang có mặt ở Sài Gòn. Đó là điều đơn giản, là bởi vì mỗi năm đến hè đó thì chúng tôi hay lên Sài Gòn thăm bà nội. Thực chất là đó là bà ngoại tôi. Bà nội thì là con là bà nội là mẹ của ba tôi và cô tôi. Đại khái vậy. Thành ra cái chuyện mà lên Sài Gòn bình thường thôi. Nhưng mà không ngờ lên tới đó thì lại xảy ra là lúc đó là càng ngày càng tới tấp về vấn đề cuộc di tản đó. Nên là tôi ở trong cái ngôi nhà mà gọi là gia đình cách mạng đó. Lúc đó đó, thời điểm đó rất là bình yên so với những người xung quanh, người ta đang nháo nhác, người ta chạy di tản hoặc người ta lo lắng chuyện này chuyện nọ, thì tôi không có cái lo lắng đó. Tôi sống rất là bình thường trong đó cho tới ngày 1 tháng 5 tôi đi ra ngoài Dinh Độc Lập. Thì thấy lúc đó mình mới thấy rằng là có một cái cuộc chiến tranh lớn quá, người ta đi di tản thế này thế kia. Thì tôi có một anh bạn lúc đó là không quân, nên là tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất á, lấy mục đích là nhờ anh ta cho tôi có gian máy bay về lại Sóc Trăng, tại vì cô tôi đang ở dưới mà. Nhưng mà người ta nói không có, chỉ là toàn là đi thôi, có đi thì đi, không đi thì thôi, chứ không có ai mà quay lại hết. Rồi tôi ngỡ ngàng, tôi nói vậy là mình không có đường nào về hết. Rồi tôi trở lại nhà, thì nhà tôi lúc đó đã treo cờ đỏ, đó là cái vinh quang để đón cái cuộc giải phóng vô. Đó là sự hụt hẫng đầu tiên trong đời tôi. Cái cảm nhận của tôi là lúc đó là hoang mang. Bởi vì từ một cái cô nữ sinh sống hồn nhiên như vậy, bây giờ mà đất nước của mình lúc đó bình yên, mặc dù có chiến tranh nhưng chúng tôi chưa bao giờ đói khổ, chúng tôi chưa bao giờ gặp những khó khăn trong cái cuộc sống. Nhưng mà tự nhiên sau 75 vài ngày thôi là đã thấy mọi thứ nó đã là Sài Gòn nó đã là trống vắng rồi. Sài Gòn nó đã náo loạn lên rồi. Trống vắng này là trống vắng cái cuộc sống bình thường hiền lành, mà nó lại bắt đầu có những cái sự xáo trộn của một cái tốp người gọi là giải phóng miền Nam. Họ đi nhang nhản trên những đường phố mà chúng tôi không quen, những hình ảnh hoàn toàn lạ mắt với chúng tôi, và gây những cái, dĩ nhiên là cái sự trịch thượng của kẻ chiến thắng làm cho những người dân bình thường như tôi cũng cảm thấy khó chịu nữa. Sự trịch thượng lắm, họ vô trong thành phố mình là họ trịch thượng coi như là của cái kẻ chiến thắng đó, mà trong khi tôi là dân bình thường ấy mà tôi còn đạt lại cảm thấy khó chịu, huống hồ những quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa họ còn đau đớn tới đâu nữa. Trong đôi mắt của cô học trò tỉnh nhỏ như tôi lúc bấy giờ, hoàn toàn không có một thế lực thù địch nào đứng sau lưng để xúi dục manh động. Tôi viết ra tất cả những gì mà tôi biết. Tôi thấy khi sống trong chế độ giả trá có quá nhiều bất công và nghèo khổ này. Sự cảm nhận có thể chủ quan nhưng không có nghĩa là không trung thực. Khi vẽ lên bức tranh xám xịt phô bày thực trạng tệ hại của xã hội mà tôi đang từng ngày đối đầu với nó, tôi viết trong nỗi xót xa bất lực của chính mình. Tôi có cái thói quen viết như vậy từ hồi đi học, nên là khi mà
những cái điều đó mình không biết nói với ai thì cách tốt nhất là mình tự viết, viết gọi là nhật ký. Thì mỗi ngày tôi đi trên đường, mỗi ngày tôi làm cái gì, mỗi ngày tôi nhìn thấy dân chúng như thế nào thì tôi lại viết đó. Thì gọi là tôi viết trong một cuốn sổ dày bìa cứng mà tôi viết bằng mực tím, nên tôi đặt đó là cuốn nhật ký mực tím. Rồi viết hết tất cả những, rồi khi mà tôi làm cho công tác ở trong cái phường, rồi tôi làm trong cái ban vận động hồi hương kinh tế mới. Tại vì ba tôi về thì ba tôi là giao cho tôi những cái công việc như vậy. Thì tôi đi làm rồi mình mới thấy là cái nhức nhối của mình là ở cái chỗ là mình, người ta đã nói, đã dạy cho mình như một con vẹt để tuyên truyền với dân thế này thế kia. Nhưng thực chất là họ dẫn, họ lùa dân đi kinh tế mới, họ để họ chiếm nhà cửa tại thành phố. Họ đưa người dân đến cái chỗ mà đồng không mông quạnh, không có cái gì. Họ nói là có mỗi tháng sẽ có bao nhiêu gạo, bao nhiêu thực phẩm để cứu đó. Rồi họ cho một vài cây cuốc thảy đó để mà người dân, một người đàn dân mà chồng họ đi tù, mà họ chỉ có mà người đàn bà và những đứa con nheo nhóc thì họ làm sao sống. Thế từ những cái chuyện mà tôi cảm thấy tôi đau khổ là mỗi lần chuyến đi như vậy đó, tôi tham dự những cái chuyến đi đó, tôi đến nơi tôi thấy những cái cảnh đó thì tôi lại thấy tôi thấy hình như mình đang tiếp tay họ làm, mình làm một cái điều gì đó hết sức là tàn ác. Thế thì trở lại thành phố thì là người ta không thể sống được ở đó, thì người ta có thể bị chết vì khí hậu độc, hay là chết vì sự đói kém, người ta lại bò về thành phố, người ta sống ngoài đường, người ta ngủ vỉa hè. Thì tôi lại nhìn thấy những cái cảnh mà người ta đang, những người gọi là chính quyền đang đi đuổi dẹp mấy cái người mà ngủ vỉa hè, lại lùa họ đi một cái nơi nào đó nữa. Thì có giống như là họ, người dân của mình là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần với cái cai nghiệt đó. Rồi thực phẩm, thuốc men các thứ đều thiếu thốn hết. Thì đang là một cái miền Nam trù phú, bỗng nhiên cái Sài Gòn của mình, tôi không nói các tỉnh khác mà tôi nói ngay cái Sài Gòn mà mình đang sống, nó đã thiếu thốn như vậy. Nó đã coi như trở gì, giống như ta gọi là trở về thời kỳ đồ đá thì cũng hơi quá, nhưng mà rõ ràng là dân miền Nam mình chưa chuẩn bị để phải đón nhận những cái khắc nghiệt đó, nên là rất là sợ hãi, rất là hoang mang và đau đớn. Gia đình tôi tham gia kháng chiến là tôi thật tình tôi không có nắm hết, tại vì lúc đó tôi đang ở Sóc Trăng với lại cô tôi. Tôi chỉ biết được rõ ràng là sau 75 tôi về tôi mới biết rằng ba tôi là Việt Cộng nằm vùng. Rồi ông cũng vào tù ra khám của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà người ta hình như rất rất là dễ dàng trong chuyện bắt rồi thả, bắt rồi thả, là họ vẫn tiếp tục cái công việc của họ. Có lẽ đây là cái sự gọi là, tôi cho là sự nhân đạo của Việt Nam Cộng Hòa, cứ không mạnh tay với những cái con người mà gọi là cộng sản đó. Rồi á thì chị tôi có người chị cả, thì chị tôi lại là một cái gọi là đảng viên nòng cốt của đảng, cũng đi theo ba tôi như vậy, rồi cũng có những chức vụ này kia. Thì ở trong nhà tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng, bởi vì tôi không thể nào tôi hòa nhập được với cái môi trường đó, mà trong khi ba tôi thì đâu có tha đâu. Ba tôi bắt tôi phải là coi như thường xuyên gọi là kiểm điểm đó. Tôi phải thường xuyên báo với ông về cái tư tưởng của tôi, những cái nhận xét của tôi về xã hội. Rồi tôi phải khen cái xã hội này như thế nào để là ba tôi vui lòng. Mà điều đó thì hoàn toàn đi ngược lại với cái điều mà tôi nhận thấy. Tôi không thể khen được. Và tôi không thể đứng vào cái hàng ngũ đó được. Nên là cái chuyện mà phản kháng là nó cả manh nha từ ngày đầu tiên, là chứ không phải là đợi tới sau này. Cái vấn đề mà chia rẽ tình cảm gia đình thì tôi chưa gắn bó với gia đình. Bởi vì từ nhỏ lớn tôi đâu có ở với gia đình đó đâu mà gắn bó. Thành ra chỉ là cái mình mới vào ở thôi, mà cái sự xung khắc thì thường xảy ra lắm. Chẳng hạn như là tôi hát nhạc 75, thì ba tôi nói, ồ sao con hát nhạc vàng? Ví dụ, rồi tôi mặc cái áo dài trắng đi đến trường để mà ghi tên đi học, thì ba tôi nói, con dòm con tiểu tư sản quá. Đó là những cái điều mà tôi chưa bao giờ nghe như vậy. Thành ra tôi cảm thấy tôi khó chịu. Rồi chị tôi cũng nói là, tại sao mày không đi họp? Tao nghe đoàn nó nói là mày không chịu đi họp đấy. Thì tôi lại cảm thấy, ủa sao mình bị gò bó quá vậy? Đấy. Khi mà đoàn á, đề nghị á, đã tổ chức vô gọi là kết nạp đoàn, tôi không chịu vô. Cái là chị chửi, chị nói, tại sao người ta đi từ Bắc tới Nam, người ta vô đây để mong được kết nạp đoàn. Mà tại sao, ba nói, tại sao con có điều kiện như vậy mà con không chịu làm, không chịu vô đoàn. Rồi tôi nói, tôi chưa có sẵn sàng để làm người cộng sản, tôi nói với ba vậy thôi. Tại tôi chưa đổ máu cho cái cuộc chiến này, thành ra tôi nghĩ là tôi không không không
không có sẵn sàng để mà đứng vào hàng ngũ đảng. Thì có đó là những lời mà ba tôi gọi là bướng bỉnh, rồi coi như chủ nghĩa cá nhân, rồi vân vân, đại khái là những cái từ cũng nặng nề của người cộng sản, họ quen như vậy rồi. Ba tôi là một người cộng sản. Ông đã tham gia cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Các chị em tôi lớn lên ở Sài Gòn, nằm trong lòng địch, nhưng cả nhà đều là những chiến sĩ xung kích trên khắp các mặt trận ở miền Nam cho đến ngày giải phóng. Má thì nuôi dấu cán bộ Việt Cộng, các chị em thì làm giao liên. Sau 30 tháng 4 75, ba và chị tôi được đón về từ nhà tù Côn Đảo như những người vinh quang nhất trong ngày vui đại thắng. Gia đình tôi là một địa chỉ đỏ của thành phố, với nhiều huân chương kháng chiến chống Mỹ được treo đầy tường. Còn tôi đã vào tù với cái tội chống kháng chiến chống Mỹ. Sự đời có những điều trớ trêu và đau lòng trong cảnh nồi da xáo thịt. Câu chuyện kể ra thì dài, nhưng đại để như lời khai trong tờ lý lịch của ba tôi. Do thời buổi chiến tranh gia đình ly tán, ba tôi gửi tôi cho cô em nuôi ăn học. Nay đất nước hòa bình, ba tôi mang tôi về sum họp. Nếu chiếc lá chỉ rụng về cội thì có lẽ không có gì để nói. Nhưng đằng này tôi lại không giống như những đứa con trung hiếu của ông. Bởi lẽ gia đình cô tôi trước kia là sĩ quan trong chế độ cũ, như lời phê bình của chị tôi, một cán bộ tuyên truyền. Con Ánh nó quen thói tiểu tư sản, tại cô Sáu cưng chiều nó quá nên tính nó ngoan cố bướng bỉnh như vậy. Và ba tôi cũng nhận xét trong một buổi họp gia đình, tư tưởng còn lệch lạc, nặng về chủ nghĩa cá nhân, bản thân cần phải tích cực rèn luyện để phấn đấu tiến bộ. Có lẽ chính vì vậy mà ba tôi đã cố gắng để cải tạo đứa con ngược dòng của mình bằng hình thức kiểm điểm. Bất cứ một hành động gì sai trái ở gia đình hay trong cơ quan, nghe phản ảnh lại là ba tôi bắt làm tờ kiểm điểm. Kể cả những lúc vô tình hát vu vơ một khúc nhạc vàng. Nên suốt trong thời gian đầu về đoàn tụ gia đình, tôi không thấy có một ngày vui. Chắc cũng không khác gì những binh lính chế độ cũ bị cưỡng bức trong lao tù cộng sản, ăn cơm bo bo và bị viết miệt mài để nộp cho ba tôi những bản kiểm điểm dài ngoằng như luận văn để được tốt nghiệp vào trường cách mạng. Dĩ nhiên, mỗi lần như thế tôi đã khổ sở đến độ nào. Chỉ vài tháng công tác xã hội, sinh hoạt tập thể vớ vẩn, tôi đã được chọn để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điều này lại khiến tôi phản ứng dữ dội. Chi đoàn mét về ba tôi và ông đã nổi giận thực sự. Ông hét lên, con có biết tại sao con được vào đoàn không? Nhờ ba, nhờ lý lịch cách mạng của gia đình mình. Con có biết mọi người vẫn mơ ước được đứng vào hàng ngũ vẻ vang này không? Có những anh bộ đội đi suốt từ Bắc vào Nam để chiến đấu, để đổ biết bao xương máu mà vẫn chưa được kết nạp. Còn con, tại sao con không thấy được cái vinh quang đó? Lúc ấy, tôi đã cố bình tĩnh để nói với ba tôi một câu khẳng khái. Thưa ba, chính vì con chưa đổ một giọt mồ hôi nào cho chế độ này nên con không muốn trở thành người cộng sản. Không khí gia đình như nặng nề hơn kể từ khi có tôi hiện diện. Cái khoảng cách mơ hồ nào đó giữa tôi và gia đình ngày thêm rộng dần ra. Nên là tôi cảm thấy rằng thôi thì mình không ở được thì mình đi. Tôi đi ra ở chỗ khác, tức là không ở nhà ba tôi nữa, tôi đi ở nhà khác. Tôi thuê nhà, tôi ở nhà khác. Cái cảm nhận của tôi là giống như là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ có chính nghĩa. Anh ở ngoài kia anh vô anh xâm lăng thì ở đây phải đánh ra thôi. Tôi thấy chưa người ta, người miền Nam Việt Nam chưa có cái mặt gọi là bắt tiếng, tức là chưa có ý định là ra ngoài Bắc để mà đánh ngoài Bắc. Nhưng mà ngoài Bắc lại vào trong này bằng mọi giá để mà thôn tính miền Nam, thì như vậy là họ là kẻ, tôi cho là kẻ xâm lược. Mặc dù cũng là cùng một máu mủ với nhau, nhưng mà đối với cá nhân tôi như vậy là cái cuộc bành trướng lãnh thổ và xâm lược. Trong khi đó người miền Nam thì chỉ biết bảo vệ thôi. Những người lính miền Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ cái miền Nam tự do. Nên là lúc đó thì sau này tôi mới có ý thức được điều đó, chứ lúc đó tôi cũng không có nghĩ là sâu sắc như vậy. Cái hoàn cảnh mà để tôi gặp anh Tài là như vậy. Tôi làm ở phường thì anh Tài tôi cũng không rõ là anh ấy có đi tù bao nhiêu năm hay là trốn tù hay là như thế nào, khai sai để không phải đi tù cải tạo. Nhưng mà tôi biết ảnh đó là ảnh có một người anh là đi tù, nên là anh đến phường để xin cái giấy thăm nuôi. Tờ đó là ai đi thăm tù ở ngoài Bắc á,
đi học tập á, là đều phải làm cái qua phường chứng nhận hộ khẩu rồi mới được đi thăm nuôi. Thì anh ta đến thì tôi gặp anh ta vậy thôi. Và cái mà điều nữa đó, là anh tôi quen với chị của anh ấy ở Sóc Trăng rồi, nên là tình cờ tôi gặp cái chị của anh ấy thì anh ấy chị anh ấy nói chị đang em trai của chị đang ở cái nhà này nè, thì nhà đó là nằm trong cái khu vực phường của tôi, nên là tôi biết cái chị đó trước, rồi tôi biết anh Tài sau. Và khi mà thấy anh ấy ở với lại một người bà nội già, rồi hỏi anh thì anh nói anh đi làm rẫy, thì tôi biết vậy thôi. Rồi từ đó chúng tôi tới lui với nhau, đi uống cà phê, rồi đi nói chuyện này kia, thì tôi nhận ra rằng là anh ấy với tôi có một cái điểm tương đồng là bất mãn về chế độ. Và cũng không, điều đó cũng không ngạc nhiên, bởi vì anh là lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng không biết rõ cấp bậc anh ấy làm gì ở đâu, chỉ biết chắc một điều anh ấy là lính Việt Nam Cộng Hòa. Nên là khi mà nói ra những cái điều mà tôi và anh ấy cảm thấy đồng cảm hơn về cái xã hội của miền Nam ngay thời điểm đó. Tất cả những điều mà anh Tài đã làm đó là trước khi có tôi cơ, tức là anh đã làm rồi, nhưng mà anh ấy không biết tôi là ai. Anh ấy cũng e dè khi mà biết là con của một cán bộ cộng sản, anh ấy cũng không dám đặt niềm tin nơi tôi, và những bạn bè của anh ấy cũng không dám đặt niềm tin nơi tôi, bởi vì họ e rằng là có một cái sự cài đặt ở trong này. Nhưng mà khi anh biết chắc rằng tôi có một cái tư tưởng đó một cách quyết liệt, không phải là người của cộng sản, thành ra anh tin cậy và anh đã nói sự thật là anh đã làm cái công việc đó rồi, đã có hình thành một cái nhóm ở trong cái khu rừng gọi là núi bể ở Hàm Tân, Thuận Hải. Thế thì tôi nói tôi cũng tò mò, tôi nói tôi sẽ đi vào đó để coi ra sao. Thì khi mà tôi đến nơi á, thì chúng tôi cũng đi xe lửa đồ ra, thì tôi coi như một cái cuộc cắm trại vậy. Thật tình đối với tuổi trẻ tôi lúc đó thì tôi cảm thấy tôi hào hứng, giống như là mình có một cái cuộc chơi lớn vậy đó, chứ không nghĩ là nó nguy hiểm như thế nào. Thật tình lúc đó tôi chưa có cái sự đo lường là sự nguy hiểm như thế nào, chỉ biết mình không thích thì giờ mình chống, mà mình chống thế nào không cần biết, chuyện cứ chống trước cái đã, bởi vì mình không có con đường nào khác. Thế thì vô đó là thấy anh em thì cũng khoảng mấy chục người đó, rồi xong rồi tôi trở ra thành phố, rồi tôi ở cái tư cách là đứng sau lưng anh để yểm trợ anh những cái gì mà anh cần. Thế là chẳng hạn như anh viết cương lĩnh thì tôi xem, rồi anh ấy cũng chia sẻ với tôi là những cái công việc của anh thế này thế nọ, nhưng mà chia sẻ rất là dè dặt, bởi vì anh nói một câu cũng hay lắm, là có thể em bị bắt, và có thể vì thương chồng thương con hay một chút nhẹ dạ nó, em sẽ nói hết tất cả ra, nên anh không muốn kể cho em hết tất cả những chuyện gì anh đang làm. Rồi tôi thấy anh cũng có lý điều đó, và tôi ở tư thế là tôi là người phụ nữ đứng sau lưng anh thôi. Là tôi làm ở phường, thì ở đó hồi xưa đó đi lại á, phải có một cái giấy gọi là chứng nhận đi, giấy giới thiệu. Anh đi từ điểm A tới điểm B là anh phải có cái giấy giới thiệu của phường, nơi địa phương anh ở. Thì tôi đã lấy nguyên một sắp giấy, gọi là nguyên một cọc giấy, giống như là những cái tờ giấy khống đó, gọi là ký khống đó, thì đưa cho anh để mà mỗi lần mà anh em trong đó nó muốn đi từ A tới B, từ C tới D vậy đó, thì là cứ mình cứ việc viết tên cho thôi, rồi mình đấu cái dấu mộc gọi là mộc khoai lang đó. Tức là mình làm cái mộc giả mình đóng nó vô, rồi cứ thế mà đi thôi. Thì đó là rồi. Sau này thì khi mà tù á, thì bị bắt á, thì công an họ nói tôi là gọi là tiếp tay cho bọn phản động làm giấy khống để mà đi lại, coi như một cái hình thức tội, cái tội cũng buồn cười, nhưng mà rõ ràng đó là cái việc mà tôi làm. Tên và cái của cái nhóm anh Trần Thắng Tài là Lực Lượng Việt Nam Tự Do. Thì cái ảnh cũng có cái cương lĩnh đàng hoàng, có điều 1, điều 2, điều 3 mà tôi không nhớ hết đâu, tại vì anh là người soạn chứ không phải tôi. Nhưng mà tôi đọc thì tôi hiểu rằng là anh phải làm sao để chống cộng sản, hạn chế những cái người mà đi ra nước ngoài nhiều để giữ lại cùng anh chống lại, cũng như là ý là nói với đồng bào ở lại với mình để mà cùng chống, chứ người ta đã kéo đi hết rồi. Để anh em tù tội mau, cũng như là để giải thoát được anh em tù tội không phải ở quá lâu trong tù, để giải thoát cho những người mà không phải đi kinh tế mới. Cái cuộc đấu tranh này có những cái mục đích như vậy,
có thể không làm nhiều cái gì như những tiêu chí đó, nhưng mà ít ra chúng tôi cũng tạo được cái tiếng vang để cho cộng sản thấy rằng có một con người, có một cái nhóm người đã không đồng ý với những công việc của anh ta, của cái chế độ, cái gọi là mật khu á. Thì hồi trước á, mấy tên cộng sản ở làm sao thì hình như là họ rút đi, họ ở trong đó rồi họ rút đi rồi, thì còn lại những lát trại đó. Thì bây giờ là anh Tài tìm ra được cái chỗ đó, anh Tài trở vô đó ở, trở vô người ta cũng có những cái láng trại, những cái, người ta cũng đào những cái nơi ở để hầm núp rồi vân vân, thì trở lại cái mật khu đó ở. Và nói chung là cái tôi không có ở lâu, ở trong đó lâu để mà biết hết những cái sinh hoạt trong đó, nhưng mà tôi biết là anh em sống cũng là khắc khổ. Rồi chúng tôi cũng không có nhiều tiền bạc để mà yểm trợ, thì chỉ có gạo mắm muối mang vô, thì có mấy cái người vợ hay là em cháu gì của mấy anh em trong đó đó, họ tình nguyện như đó họ nấu cơm cho những anh em đó ăn. Đó là những anh em binh lính cũ, cấp bậc thì tôi cũng không rành lắm, nhưng mà tôi biết họ là những người mà có thể đã thoát được cái sự ghi tên mà đi cải tạo đó. Thành ra là anh em cũ với nhau, thì anh biết là lính tráng thì họ có rất là nhiều quen biết với nhau, từ đơn vị này đến đơn vị kia, hay là từ cùng chung một cái tiểu đoàn, trung đoàn nhân dân, thì họ biết với nhau, thì họ kéo với nhau toàn là những người thân quen mà họ đã biết nhau từ trước, nên là mới tin cậy nhau rồi họ đi vào đó. Thành ra khi ra tòa đó tôi hơi ngỡ ngàng là có những người cũng còn rất trẻ, có lẽ là tôi là cũng nhỏ nhất, nhưng mà họ cũng tương đối là lớn hơn tôi vài tuổi rồi thôi, họ cũng là những người lính rất là trẻ. Rồi đến một ngày đó thì anh Tài trở vào trong, cũng nhiều lần hỏi han rồi này kia, cũng quanh quanh hỏi nhưng mà cũng không bắt được cái bằng cớ. Thì đến một ngày ông anh của anh Tài ở bên Pháp, ông ấy là sinh viên yêu nước của ông, đi du học trước 75, 60 mấy đó, sinh viên yêu nước, tức là những người cộng sản ở bên nước ngoài đó, ở bên Pháp đó, trong cái đảng cộng sản Pháp đó. Thì ông mới nghe 75 giải phóng, ông mừng lắm, ông nghĩ là đúng như điều ông mong ước, là đất nước hòa bình rồi vân vân. Nhưng mà khi ông về Việt Nam thì anh Tài mới đưa cho ông đi coi chỗ này chỗ kia, những cái nơi mà người ta nằm ngủ ngoài đường, những nơi mà khó khăn thế này, cho thấy cái sự thật là không phải giải phóng vô là như, đẹp giống như mơ mà cộng sản Việt Nam đã rêu rao vậy. Thì ông ấy về là ông ấy cũng thất vọng, và ông ấy đã gửi cho chúng tôi một số tiền, lúc đó cũng 10.000 đô á, với một số thuốc tây để giúp anh em chúng tôi. Thì anh Tài mới giao cho một người để gọi là làm kinh tài, dùng cái từ kinh tài đó là dùng cái số tiền đó để đi làm ăn mua bán ở ngoài, để mà gây lợi nhuận, có lợi nhuận đặt nuôi lại quân ở đây. Thì anh ta tham lam như thế nào đó, anh ta đã lấy tiền đó anh ta đi, và anh ta báo với công an vô gây bắt cái mật khu đó. Thì lúc đó anh Tài đang ở Sài Gòn, thì cái anh mà chạy thoát á, trong đó nhiều người lắm, họ chạy thoát nghe bắt được 4-5 người, 7-8 người vậy thôi à, còn bao nhiêu họ chạy thoát hết. Thì có một anh đã chạy thoát bằng xe đạp suốt một đêm, từ ở ngoài căn cứ Núi Bể Hàm Tân mà anh đi xe đạp vô tới Sài Gòn là 9 giờ sáng. Anh chạy vô, anh gọi cửa, anh báo là ngoài đó bể rồi, anh nên đi đi. Xong là ổng biến đi luôn. Thì anh Tài ảnh là một cái người chỉ huy, thì ổng lúc đó ổng suy nghĩ, ổng nói tại sao mà khoan, anh em mình còn ở trong đó rồi, còn không biết là bắt nhiều bắt ít rồi, bể như thế nào, mức độ nguy hiểm nha, sao anh nói để anh đợi. Thì đến chiều đó là công an ngày Phan Thiết, Thượng Hải rồi đó, kết hợp với công an Sài Gòn vô tới nhà xét nhà, đọc lệnh xét nhà, vì là lúc đó chúng tôi bị bắt. Tối hôm đó anh Tài đem về một cây súng AK, anh mua lại được của ai đó không biết. Rồi chúng tôi mới giấu ở trong cái góc củi ở dưới bếp á, dự kiến là ngày sau anh Tài sẽ tìm cách chuyển ra ngoài chỗ cái mật khu đó. Thì bây giờ nó lại bị bắt rồi, nên là người ta xét nhà. Rồi trong lúc xét nhà đó thì tôi đã có cái linh cảm là nó có vấn đề, nên là khi dòm thấy xung quanh, lên trên lầu nhìn xuống thấy bốn góc thì có công an đứng đi ra đi vô hết rồi. Tôi mới lên lầu, tôi mới đốt cái tài liệu
những cái tài liệu đó là những cái thước phim mà tôi chụp được. Tôi chụp ở Sài Gòn á, lúc đó tôi cũng có cái váy nhỏ thì đi chụp để mà chụp cái gì, chụp nhà thờ Đức Bà rồi hay là những cái nơi mà người ta lấy cái trường cái nhà thờ hoặc chùa để mà ta làm trụ sở đó, rồi trong đó vẫn còn tượng Đức Mẹ ở trên đó, rồi trong này người ta rào kẽm gai là điều ủy ban nhân dân gì đó, thì tôi chụp những cái cảnh đó, những chụp những người kinh tế mới ngủ vỉa hè, tôi chụp những cảnh đó, tôi chụp rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tôi liếc, tôi thấy họ đang bao ở dưới rồi là tôi đem đi đốt với lại những cái tờ giấy của anh Tài, những cái mà những cái công việc của ảnh giết giam dở đó, là tôi xé nhỏ ra tôi đốt trong cái gạt tàn thuốc. Thì khi họ mà ở dưới lầu mà họ đã hỏi anh Tài, họ bắt anh Tài, đầu tiên họ kêu anh Tài lên phường có chút việc, thì anh Tài là họ lại hỏi kè anh Tài lên phường rồi hỏi cái này kia, xong họ dẫn anh Tài về. Thì trong lúc họ về tới cửa là trên này tôi đã hủy hồ sơ, thì cái khối nó còn, rồi họ dập được vài chữ chẳng hạn như cộng sản rồi gì, những chữ nhỏ nhỏ anh biết rồi đó, giống như là trong phim vậy đó, có nghĩa là những cái nhỏ nhỏ thì họ dập được rồi, họ đánh dấu họ tại sao đốt. Tôi nói tại tôi thích tôi đốt, mình cũng ngang tàng nói vậy thôi, rồi cuốn phim đồ này kia các thứ rồi đều bị mất hết, nhưng mà cái cuốn nhật ký thì có cuốn thì còn sót lại, cái cuốn nhật ký còn sót lại, nên là họ nói là tôi nói hết những cái bất mãn ở trong đó và họ tịch thu. Cuối cùng thì tôi thoát ly cái gia đình cách mạng của mình để trở thành vợ tên phản động. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Thật ra tôi cũng chẳng có tham vọng gì về chính trị, chỉ muốn sự công bằng và bình đẳng, đòi hỏi niềm hạnh phúc ấm no thực sự đến với mọi người. Ngay từ đầu, cái lý tưởng cộng sản của ba tôi đã làm tôi thất vọng. Thực chất nó chỉ là những giáo điều rỗng tuếch, gian dối. Cộng sản đã lạm dụng cái từ lý tưởng để bơm căng bầu nhiệt huyết của chúng tôi khi họ nói vận mệnh đất nước đang nằm trong tay các bạn trẻ hôm nay. Nhưng đằng sau đó là đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ. Ôi, những ông chủ tội nghiệp. Họ đang phá sản vì một xã hội tồi tệ với những khó khăn nghèo đói hàng ngày. Sự lừa bịp trắng trợn làm tôi chán ngấy. Và tôi nghĩ đó là mục đích để tôi quyết định dấn thân khi cùng chồng âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản. Tổ chức của chúng tôi bị tan vỡ khi mọi việc chỉ mới bắt đầu và hai vợ chồng đều bị bắt. Ngay sau khi tôi bị bắt, ba tôi đã nghiêm khắc từ con. Tôi không trách thái độ cứng rắn của ông, bởi vì ông đã hành động đúng với tư cách của một người cộng sản, trung với đảng, hiếu với dân và chuyên chính với kẻ thù. Mặc dù tôi biết ba tôi cũng rất thương tôi, ông có cái lý của ông và tôi thì không thể chọn con đường nào khác. Có một cái điều cần phải nói thêm á, là lúc đó tôi có thằng con trai. Chúng tôi có đứa con trai chưa là Trần Thắng Vi Dân, sinh 1977, tức là nó khoảng 1 tuổi rưỡi. Thì lúc đó xét nhà thì nhà chúng tôi không còn ai hết trơn á, nên là tôi phải mang nó đi luôn, mang vô trong trại luôn. Đầu tiên là đem giam ở quận 10, rồi sau đó sáng hôm sau là coi như có xe chở ra ngoài Phan Thiết, tại vụ án tại xảy ra tại vùng Bình Thuận Phan Thiết, nên là họ đem ra ngoài đó gọi là để xử lý. Rồi bị tống giam vô thì chúng tôi ở tách ra, lúc đó là vợ chồng con cái bị tách ra, thì tôi với thằng bé ở trong biệt giam này, còn anh thì bị ở một cái biệt giam ở cuối phòng, nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không có liên lạc với nhau được. Thì ở trong cái phòng gọi là biệt giam đó thì nó nhỏ thôi, nó khoảng 2 mét vuông, nó nhỏ hơn cái restroom nữa, có 2 mét vuông thôi, nên là mọi sinh hoạt đều rất là khó khăn cho cả hai mẹ con. Bởi vì tôi không, lúc đi thì tôi chỉ mang một ít gạo bích, bột gạo lứt bích chi cho thằng bé, nhưng có một vài một tháng là hết rồi, thì đâu có ai thăm nuôi đâu, nên là ở đó họ cho nó ăn cháo với lại muối, nước muối, nhưng mà cháo thì rất là loãng, rồi với lại chế nước muối cho thôi. Ở trong đó 3 năm, ghẻ lỡ, thằng bé nó ghẻ lỡ. Rồi tôi ở cái khoai mì đó thì tôi họ chỉ phát cho chúng tôi là mỗi ngày một cái ít khoai mì luộc đó, khoai mì khô đó, mà đem đi luộc đi. Thì có mấy cái hộp cơm đó thì tôi phải vét cái hộp cơm đó, chừng đang được 1 muỗng hay nửa muỗng đó, để cho thằng bé nó ăn.
Nhưng mà cái khoai mì nó độc quá nên là thằng bé nó bị ghẻ. Ghẻ chốc rồi tùm lum, người suy dinh dưỡng nó bị thiếu những cái chất kháng thể trong người nữa. Nên là càng ngày nó càng ấy. Thì 3 năm sau nguyên cái nhóm chúng tôi mới bị ra tòa. Thì khi ra tòa thì họ mới tuyên án này kia kia nọ xong thì họ mới tống vô những cái nhà tập thể. Tôi cũng nghĩ là chính họ cũng không có sự chọn lựa nữa. Bởi vì họ nói là gửi ở nhà nhưng mà nhà chúng tôi đâu có ai nhìn. Trong khi nhà ba mẹ ruột của tôi đó thì cách đó có 2 lóc đường thôi. Nhưng mà họ đã từ rồi. Ba tôi là sau khi cái vụ của tôi bị bắt như vậy là ba tôi đã phải nói với đảng là ba tôi hối hận về có một đứa con như vậy. Bởi vì ba tôi được ở với người cô. Mà người cô là người của Việt Nam Cộng Hòa nên là tôi đã bị nhiễm cái tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Nên là làm những chuyện phản động như vậy. Ba tôi không nhận nữa, nên ra ba tôi xin từ con. Mà từ con thì có nghĩa là không ai trong gia đình dám đi thăm nuôi hay ai mà không người thân nào dám nhận đứa nhỏ giùm tôi nuôi hết á. Nên là tôi phải buộc lòng đem đi. Thì họ bảo là chị phải gửi đứa nhỏ vô mồ côi, viện mồ côi. Thì tôi nói không. Chẳng thà đi bây giờ đi cùng vợ cùng chồng chết cùng chết, chứ không thể nào tôi gửi nó đi qua một cái nơi trạm mồ côi nào mà tôi không hề biết nó ở đâu. Đó là điều mà tôi nghĩ là không bao giờ tôi có thể tách nó ra được. Rồi vô thôi thì họ buộc lòng phải giữ thôi, tại vì tôi không gửi đi được mà cũng không giao người thân được thì buộc lòng họ phải cho vậy. Nhưng mà cái chế độ đó, chế độ mà gọi là tù tội không có gì thay đổi. Ở tù đứa bé là vẫn theo mẹ thì nó vẫn khổ vậy thôi. Tức là không á, tụi tôi đi mang theo có 2 bộ đồ thì ban ngày giặt bộ phơi thì ban đêm bận bộ đó. Thằng bé nó đái ướt hết trơn rồi, có cái khăn lông to nó đái ướt hết thì phải sáng hôm sau đem đi giặt phơi khô thôi. Rồi chúng tôi sống gần như là rách rưới á, tại vì đâu có quần áo, đâu có ai thăm nuôi đâu. Rồi sau này khi mà ra tòa rồi đó, mới chính thức gọi là tù nhân rồi đó, có mức án này, chúng tôi được phát đồ quần áo thì trẻ con nó cũng không có gì hết. Nó vẫn là đi theo mẹ thì mẹ làm sao làm đó, người ta cũng không có tù cho, không có đồ tù dành cho trẻ con. Đó, đại khái gì đó, rồi những khó khăn này cũng như vậy thôi. Xong suốt thời gian mà ở trong tù đó, 3 năm gọi là 3 năm để khai cung á, là chúng tôi hoàn toàn không được liên lạc với nhau. Ở hai cái cũng là một cái trại giam, như một ở một nơi này với nơi kia xa lắm, chứ không phải cùng một phòng để chúng tôi có thể nói chuyện được. Anh ở một phòng nào, một dãy phòng nào đó xa lắm. Rồi mỗi ngày có những lần mà tôi đang làm vệ sinh ở ngoài giếng, tức là họ mở cửa cho tôi ra, tôi dọn dẹp giặt đồ hay là tắm rửa cho con gì đó, thì tôi thấy anh Tài được dẫn từ ở trong cái phòng kia đi ngang qua, thì họ lật đật đuổi tôi vô lại. Họ sợ cái nhìn chúng tôi nhìn nhau, họ sợ anh ấy thấy con, hay là sợ chúng tôi gặp nhau rồi nháy nhó với nhau cái gì, hay là thông tin liên lạc cái gì bằng mắt thí dụ. Thành ra họ lật đật họ đuổi tôi vô lại, đóng cửa lại để cho anh Tài đi qua khai cung xong rồi mới mở cửa cho tôi làm tiếp tục cái công việc là giặt đồ thí dụ đi. Và những lần về tôi cũng rất là lì, tôi không chịu vô, tôi ngồi ì đó luôn. Thì phải công bằng mà nói, cũng có những tên cán bộ rất là dễ thương. Tại vì nó muốn cho tôi vô đặng nó hoàn thành cái công việc của nó. Nhưng mà tôi nói không, tôi phải ngồi đây để tôi thấy chồng tôi đi ngang qua. Nhưng mà nó nói không được, chị làm ơn đi vô. Mà nó nói cũng rất đàng hoàng, chị làm ơn đi vô, chứ nó không có phải nạt nộ gì hết á. Cái cuối cùng tôi không chịu vô thì lúc đó nó mới hét lớn lên. Nó xô tôi vô, nó đóng cửa cái rầm lại. Thì lúc đầu thì nó cũng đối xử với mình cũng đàng hoàng. Mà tôi nghĩ, tôi cũng thật tình mà nói á, ở tù á, họ có những cái đối xử mà cũng như những người tù khác, nhưng mà tôi nghĩ họ không có mạnh tay với những cái cá nhân tôi và con. Tôi nghĩ có lẽ là một phần họ cũng nể nang, là cái kiểu mà ở đây là thân nhân, nó có gia đình cách mạng đó, nó chẳng qua nó nông nổi, nó này nó kia thôi. Thành ra cũng không có phải là đánh đập tra khảo rồi giả mang được. Công bằng mà nói, không hề có những chuyện đó đấy. Chỉ có lần đầu tiên là cái tên khi mà xét nhà đó, thì có một cái tên công an tại địa phương đó đã tát vô mặt tôi một cái thôi. Tại vì nó tức quá, nó không ngờ tôi là người làm cùng phường vậy đó. Tôi đã làm công việc với lại ở đó mà nó không ngờ tôi lại là phản động, nên là nó giận dữ lắm. Nó tát tôi lúc đó, thì đó là cái tát đầu tiên. Rồi sau này khi mà đi khai cung á, thì họ cũng nạt nộ. Mà mỗi lần nạt nộ tôi không khai. Tôi nói nếu mà anh cứ giữ cái thái độ mà la hét thì tôi không khai, tôi không có gì để khai.
cái là nó giận quá đi, nhưng mà nó cũng không thể đánh đập gì được, nó đuổi tôi về. Thì cái chế độ mà ăn uống dành cho tù á, tôi nghĩ là nó không có cái ưu đãi gì cả, tại vì tù được coi như giống như nhau thôi. Thì lúc đó thời điểm đó thì ở ngoài đời á, dân chúng người ta cũng sống khổ lắm, người ta cũng cơm cháo rau vậy thôi. Mà tôi không quán trách về cái vấn đề ăn uống, nhưng mà rõ ràng là người ta có thăm nuôi thì cái sự nghĩa là cuộc sống người ta dễ thở hơn một chút, có chút thịt chút cá, còn chúng tôi là hoàn toàn không có thì phải chịu. Dĩ nhiên là một cái người lớn như tôi mà gầy gò ốm o thì huống hồ một thằng bé như vậy nó không còi cọc sao được. Nên là đó là cái điều đó làm cho tôi cứ ân hận là mình đã không tốt, mình đã có một đứa con mình đẩy nó vô cái hoàn cảnh này, trong lòng tôi luôn ân hận về điều đó. Tôi nghĩ là tự mình trách mình hơn. Còn cái xã hội nó phải như vậy thôi, bởi vì người ta cũng không thể, mình không thể bắt cái tụi nó là mày phải ưu tiên cho con tao. No, cộng sản không có cái nạn năn nỉ kiểu đó. Nên cái tình trạng sức khỏe của nó là cứ mai sốt, rồi mỗi lần sốt thì kêu cấp cứu, thì họ tống cho vài viên xuyên tâm liên. Xuyên tâm liên đó là trị bá bệnh rồi. Mà thằng bé thì nó cần cái gì? Nó cần thực phẩm, nó cần sữa, nó cần những thuốc bổ. Nhưng mà nó không có ai để mà cho nó cái điều đó, thành ra nó phải thiếu thốn thôi. Rồi sức đề kháng của nó không đủ để thành ra cái chuyện mà ghẻ hay là sốt hay này kia, là phải chịu cái cảnh đó, không thể thay đổi được. Khi mà ra được hết cái thời gian 3 năm ở trong cái trại đó, trong cái phòng biệt giam, được ra nhà tập thể, thì lúc đó người ta mới, những cái người tù ở trong cái nhà đó họ mới thấy thương, lâu lâu họ cho miếng đường hay là cho một nhúm thịt chà bông hay là cái gì đó, thì họ chia sẻ với thằng bé đó thôi. Nhưng mà không thể, chính họ cũng không đủ thì thằng bé con mình làm sao mà đủ. Nên là nó cũng, cái dinh dưỡng nó cũng không có được cải thiện tốt hơn. Khi mà cái phái đoàn mà Thụy Sĩ mà họ biết được cái thằng bé này nè, tôi nghĩ trong lòng tôi là phần lớn là do những anh em ở bên Pháp họ tác động, tức là những người thân của anh Tài đó, họ tác động với lại cái nhóm đó, cái hội đó, hội là gọi là hội bảo trợ nhi đồng trẻ em quốc tế đó, thì cái nhóm nó gọi là Terrorism đó, thì họ nghe có một thằng bé như vậy, nên là họ đã được cung cấp, nghĩa là gia đình bên chồng tôi đã cung cấp cho họ những cái thông tin về một thằng bé đó, nó bao nhiêu tuổi rồi, nó bị bắt ngày nào, nó đang ở trại nào rồi đó. Thì lúc đó thì tôi ở trong đó thì được khoảng thằng bé nó ở khoảng khoảng 9 năm, 8 năm mấy đó. Thì với chị hai, lúc đó là ba tôi mất rồi, thì cái người chị của tôi là đi vào tù thăm tôi lần đầu tiên, thì chị nói tao, con chị tôi nói là vào đây để là xác nhận lại giấy tờ để mà mang thằng bé ra khỏi cái trại đó rồi về nhà chị để mà người ta làm cái thủ tục tiếp theo lại cho nó đi qua, đi đưa nó ra nước ngoài. Thì lúc đó thằng bé mới ra khỏi trại giam là nó cũng đã là 9 tuổi rưỡi hay gì đó rồi. Suốt một cái thời gian mà nó sống ở trong tù á với tôi đó, nó không, dĩ nhiên là nó chỉ là một cái giống như là một cái con gà con chó bị nhốt trong cái lồng vậy thôi. Nó sẽ không có cái cảm nhận là thế giới bên ngoài ra làm sao hết, nó chỉ có biết có mỗi cái mẹ đi làm về chơi với nó. Thì nó ăn uống thì tới giờ đó, thì tôi sáng đó, thì tôi xin miếng nước cơm ở dưới trong trại đó, người ta nấu cơm tôi xin miếng nước cơm đó rồi về đút cho nó uống. Rồi xong cái tôi đi làm, trưa về thì tôi lấy cái cơm, phần cơm nó cũng có một phần nữa, một phần cơm nữa, rồi lấy cái đó đút cho nó ăn. Rồi cái mấy người anh em tù người ta ở trong trại, người ta thấy thương, người ta đóng cho nó một cái củi hơi cao khỏi mặt đất, chừng khoảng là nửa mét cao, rồi cái gào chung quanh là nó nằm ở trong đó thôi, nó không có té, rồi nó cứ ở đó thôi, tại vì nó không có biết ngồi, nó không có biết đứng dậy như những đứa trẻ khác tập đứng dậy để mà bước chập chững, không hề. Nó chỉ biết lăn lộn và cố gắng ngóc cái đầu lên, mà ngóc cũng không được nữa. Rồi sự dây trở nó cũng khó khăn, càng ngày các xương nó là càng teo lại, nó đầu gọi là đầu to đít teo á, nốm nhôm nhất à, nó chỉ biết lăn gọi là lăn lật vòng vòng vậy thôi, chứ nó không biết ngồi vậy. Rồi tôi nghĩ ra là thêm một cái là nó không biết nói, cái lưỡi nó giống như bị thụt lại vậy, nó không nói được, mà nó không nhai được nữa, nó nuốt trọng không à. Rồi nó nghe, nó hiểu, nhưng mà nó không nói,
nó cười mà nó không biết nói, nó không đứng dậy, nó không có rung tay rung chân được. Rồi nó nằm cứ co quắp lại, cứ co quắp lại như vậy, nhiễu nhão vậy đó. Thì coi như là chúng tôi hoàn toàn không có một cái thực phẩm hay là thuốc men hay cái gì để làm, thì làm sao một cái đứa trẻ vậy sao nó phát triển được. Rồi con chuyện học thì hoàn toàn không có, nó chỉ ở trong đó vậy thôi. Nó lớn lên như một cái con mèo hoang hay là như một con chó dại, chó hoang rồi thôi, lớn bình thường, lớn theo cái thời gian, nhưng mà nó không có được phát triển cái gì hết, học hành gì hết. Thì tôi chỉ có thể kể cho nó như nghe chuyện này chuyện kia chuyện nọ, giống như là mình tạo cho nó một cái tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng vậy đó, kể chuyện cổ tích hay là kể chuyện hôm nay vô rừng rồi mẹ thấy con chim đẹp quá, hay là mẹ lượm hòn đá này từ bên cái dòng suối đem về cho dân chơi này kia nọ, đại khái là những cái câu chuyện cổ tích, những cái thần tiên đâu đâu đó mà tôi còn nhớ được á, thì tôi sẽ kể cho nó nghe. Chứ còn nó đã không cầm được thì làm sao mà nó viết, nó chỉ sử dụng cái bàn chân đó thôi. Bàn chân nó dơ lên dơ xuống, đập lên á, dơ lên thì yes mà đập thì no. Rồi mình cứ hỏi Vi Dân ăn cơm chưa, Vi Dân có đói bụng không, thì nó dơ chân lên là nó đói bụng. Hay là hồi nãy có ai đi lại đây mà lấy cái món này không, nó dơ chân lên. Hỏi người nào cái nó chỉ về cái người đó, tức là nó là một thằng bé mà đối với tôi là cho là nó hoạt bát, nhưng mà chẳng qua là nó không biết làm sao hết. Mặc dù tôi đã cố gắng xoa bóp nó, nhưng mà cái bàn tay mình bình thường thôi cũng không thể massage cho nó để trở thành thẳng thốn được. Cái phiên tòa mà kết án từ tôi đó, tôi nhớ là lúc đó là khoảng tháng 7 năm 80 mấy đó, tôi không nhớ chính xác nữa. Đại khái là chúng tôi ra tòa là 8 người. Lúc đó trong cái trại giam đi ra đó, thì là mấy người nam đi ra trước. Thì tôi có ý định là tôi bồng thằng nhỏ đi luôn. Nhưng mà đối với lại cộng sản thì họ hay lắm. Họ nghĩ là mình mang thằng bé đi giống tính cách là nó còi cọc như vậy, giống như một cái sự rêu rao về sự tàn ác của chế độ. Nên là nhất định nó không cho thằng bé theo. Nó biểu mấy cái người nữ ở trong trại đó, mấy nữ tù nhân đó là ra bồng thằng bé trở vô. Rồi giật trên tay tôi là mang thằng bé vô trong này. Rồi ra tôi đi ra rồi lên xe thì họ đã ngồi sẵn rồi, nhưng mà anh em thì họ nhường cho tôi ngồi kế anh Tài, thì còng ở trên xe thì đều còng lại hết á, tại cái luật của họ là phải còng lại hết. Thì ngồi đó thì tôi có dịp tôi thì thào với anh Tài về trường hợp của thằng Vi Dân, rồi tôi kể nghe về sức khỏe của con rồi này kia vậy đó. Thì anh cũng khuyên nhủ động viên rồi thôi, chuyện nó đã như vậy rồi thì em cũng phải can đảm lên. Tôi nghĩ là những cái lời anh ấy lúc đó thì rất là bình thường, anh ấy nói chuyện cũng nhẹ nhàng dịu dàng chứ không có dễ gì là đau khổ hết á. Ra tôi nghĩ là mình không được phép đau khổ, thì khi những người kia họ đã bình tĩnh thì tại sao mình lại đau khổ. Nên là khi mở cái bửng xe bước xuống á, thì đồng bào người ta ở bên ngoài rất là đông, nhưng mà đây là cái phiên tòa nó không có cho người ngoài vô. Họ chỉ cho là cái phiên tòa đó là nhỏ lắm, nó nằm ở trong một cái vùng quê nào đó của Phan Thiết, một cái làng nào đó nhỏ lắm chứ không phải là phiên tòa lớn. Địa phương á, gọi là phiên tòa địa phương á, thì họ chỉ là chỉ những người công an dày đặc thôi, chứ công dân chúng ở ngoài họ không vô, họ không cho vô. Thì đi vô đó thì lúc mà đứng ra trước giành móng ngựa 8 người. Tôi nhớ không lầm là 8 người, thì đó là anh Tài với tôi đứng kế nhau rồi những người xung quanh. Thì đầu tiên họ đọc cáo trạng rồi này kia cái nọ xong đó thì họ nói về tội ác của chúng tôi rồi vân vân. Thì anh Tài cũng làm thinh, không nói, mặt ảnh tỉnh queo à. Rồi cái tôi mới là cái kiểu phản xạ của mình là mình nắm tay anh. Thì anh lại bung cái tay tôi ra, không ý là không có cần quyến luyến mà cái gì đó đó. Anh tôi nắm chặt tay anh thì anh gỡ cái tay ra, nhẹ nhàng buông cái tay ra. Rồi anh đứng mặt tỉnh queo. Rồi tôi cứ liếc vô quanh thấy ủa sao ai cũng tỉnh queo, thì tôi lại, mặc dù tôi là nữ, tôi rất là xúc cảm trong cái lúc đó, tại mình biết chắc là chồng mình sẽ chết. Tôi biết chắc là khi mà câu chuyện đó xảy ra là tù tội, chúng tôi biết chắc là mình sẽ chết, hay là anh chồng mình sẽ chết, hoặc là cái nhóm mình sẽ bị những mức án cao.
Tại vì họ có nói mà, họ nói là nếu mà chị á, không dính, không có vai trò gì trong cái tổ chức này á, thì chị bây giờ là người đi thăm nuôi rồi, chứ không phải chị ngồi đây để khai cung. Họ có nói thẳng vậy á. Nhưng mà mức án bao nhiêu thì họ không nói. Thì khi mà tòa tuyên án mà anh Tài trước á, đầu tiên tuyên án anh Tài trước là tử hình. Rồi cái tới là 18 năm, mấy người kia 18 năm, rồi tôi 14 năm, rồi sau đó mấy người nữa thì 7-8 năm gì đó. Khi mà đứng ra trước cái phiên tòa, chúng tôi coi như là một cái thời điểm mà rất là khó khăn để chúng tôi phải biết là kiềm chế những cảm xúc của mình. Anh Tài thì anh hình như là từ hồi khi tôi quen anh tới giờ tôi không thấy anh xúc động về những cái chuyện mà anh không có bộc lộ cảm xúc. Cái tính anh Tài không có biết bộc lộ cảm xúc. Nên là trước cái chuyện vậy thì anh bình thường lắm. Anh bình thường là anh cứ ngơ ngước nhìn một cách bình thường, lặng lẽ và không có một cái phản ứng gì trên gương mặt hết. Nên là tôi dò mẫu xong thì tôi thấy là mình cũng không nên cảm xúc nữa. Thì khi tòa tuyên án xong thì anh cũng bình thường, chỉ quay qua hôn nhẹ lên tôi và nói rằng em phải can đảm và cố gắng nuôi thằng bé cho nó đàng hoàng. Anh xin lỗi. Ông nói cũng nhanh lắm. Anh xin lỗi là anh đã đưa em ra khơi mà bây giờ em phải về một mình. Cái điều đó làm mình xúc động lắm. Tại anh nói bằng cái giọng rất là dịu dàng, chứ không có vẻ gì là phẫn út hay là cái gì đó, dịu dàng, một cái lời trăn trối rất là dịu dàng. Người ta hỏi anh là tuyên bố cuối cùng của anh là gì? Anh ta nói tôi làm tôi chịu, chỉ mong là hãy khoan hồng cho những người xung quanh tôi, những anh em của chúng tôi. Chứ tôi làm tất cả những vụ tôi chịu đó là do tôi chịu. Thì anh nói như vậy. Rồi tất nhiên tôi nói lời sau cùng thì tôi cũng nói là tôi lúc đó cũng lì lắm. Tôi nói là yêu nước tôi không có tội. Nhưng mà tại vì mấy ông tuyên ra chúng tôi tội thì phải như vậy, chúng tôi phải chấp nhận như vậy, chứ không có gì là tội á. Và tôi cũng nói thẳng với mấy ông là tôi yêu cái đất nước này, chứ yêu chồng yêu con tôi vậy đó. Nên là tôi vẫn cảm thấy là cái tình yêu đó không có tội. Thì tôi nói câu đó xong mà rất là muốn khóc nhưng mà không khóc được. Thì xong đó thì khi quay ra hết phiên tòa thì họ gần như là xử kín đó, không có dân tham dự. Nhưng mà khi ra ngoài dân chúng ở đâu đông lắm. Cái họ thảy thức ăn lên trên xe chúng tôi á, mà công an thì nó đạp, nó đá, nó hất xuống hết, nó không cho chúng tôi nhận bất cứ cái đồ đạc gì mà họ liệng lên á. Tôi nghĩ đó, trong đó là có những người thân của anh em mà, chứ nhà tôi không có ai chứ, chúng tôi không có một cái người thân nào trong. Nhưng mà tôi nghĩ đó là những người thân hoặc bà con hàng xóm của những người bạn của chúng tôi, họ ở dân cái vùng đó đó, thành ra họ tới, họ nghe họ tới. Chứ chúng tôi không có ai để mà yểm trợ giúp đỡ gì trong cái giai đoạn đó. Thì về rồi đó tôi mới nói. Sau đó thì họ chuyển trại tôi đi trại 30D. Tại án tù trên 10 năm là phải chuyển trại. Cái đại trại mà tôi đang ở chỉ là một cái trại huyện, trại tỉnh gì đó thôi. Phải đi trại bộ. Trại bộ tức là trung ương quản lý đó. Thì là Z30D. Thì anh Tài vẫn tiếp tục bị giam ở đó. Và tôi biết không biết là ngày nào bị tử hình thôi. Với tại tòa án đã tuyên thì phải có tử hình, nhưng mà không biết ngày nào thôi. Thì trước khi tôi mới nói với cái người, lúc đó là tôi đã được ra nhà ngoài, tức là tôi đã nói là cái nhà nữ gồm có nhiều người đó. Tôi mới nói với họ rằng là làm ơn nếu thấy ngày nào đó anh Tài anh đi ngang qua đây thì ghi giùm cái ngày đó là ngày anh bị tử hình, để cho tôi biết sau này tôi còn cúng kiến hay là này kia đó. Thì mấy bà già đi vượt biên rồi, mấy bà cũng thương lắm. Bà thương thằng Vi Dân nữa. Bà nói được rồi, thôi con cứ đi chuyển trại đi, để có gì rồi bác sẽ ghi lại, rồi bác sẽ tìm cách nhắn cho con biết. Thì tôi không chịu đi chuyển trại. Người ta lên hà đồ hết trơn rồi, xe đậu rồi, nổ máy rồi tôi không đi. Tôi nói đó, bây giờ đó là mấy ông đã tuyên án như vậy rồi, tôi chỉ mong là mấy ông cho tôi gặp chồng tôi lần cuối. Thì họ nói không, luật pháp không có cho. Người tử hình rồi chị không được tiếp xúc với ai nữa hết.
luật đã như vậy rồi. Tôi nói bây giờ tôi không gặp thì cũng được, nhưng mà anh phải cho người mang con tôi vào trong trại cho nó gặp ba nó lần cuối. Thì người ta cũng không nữa. Tôi nói nếu vậy tôi không đi chuyển trại. Tôi ngồi lì ngay chỗ cái bậc thềm, tôi không đi. Thì cuối cùng xe người ta đã đầy đủ người rồi, người ta chuyển bánh rồi. Thì mấy cái tên cán bộ lại bồng hai mẹ con tôi thảy vô trong cái thùng xe, đóng cửa sập lại là phải đi thôi. Thì tới Z30D á, thì xuống trại, một cái trại mà phải nói là toàn là binh lính sĩ quan ở trong đó, sĩ quan chế độ cũ đều hình như tập trung ở đó hết, cũng khá đông. Thì họ thấy lần đầu tiên có một thằng bé xuống trại như vậy, một người mẹ bồng đứa nhỏ. Thì tôi ở đó một ngày thôi. Thì họ chỉ cái trại này họ cũng nói rõ ràng là trại chúng tôi không chứa trẻ con. Bây giờ chị tới đây rồi á, thì một á là chị gửi nó vô trong trại mồ côi, thì chị sẽ ở trong trại này cải tạo 10 năm số án còn lại. Còn không á thì là phải trả chị lại, trở lại cái trại địa phương á, chứ không có cách nào khác. Thì có một cái bà sĩ quan, thực tình tới giờ tôi cũng không biết bà tên gì nữa, bà mới nói nhỏ với tôi, bà nói tôi sắp về rồi, chị có thể giao bé cho tôi có thể giúp chị, tôi giữ nó, tôi mang nó về, rồi nữa chị về tôi trả lại. Thực tình là tôi cũng không đành nữa, tại vì tôi không biết người ta mang con mình đi đâu, làm cái gì và làm sao, rồi tôi mất liên lạc cái này kia, thì tôi mất đứa nhỏ trong bụng mình, cũng người mẹ cũng có những cái ích kỷ kiểu đó, và tôi thấy đúng là có sự ích kỷ của một người mẹ. Thì tôi không biết là mình có đáng trách trong cái sự ích kỷ đó hay không, nhưng mà tôi nói cảm ơn chị, em không thể làm được vậy. Rồi cuối cùng thì buổi chiều hôm đó, sau khi họ bàn tới bàn lui giấy tờ, họ lại lên xe chở một mình tôi với thằng bé trở lại cái trả lại cái tại trại trại Quy Khiêm, tức là trại cũ đó, cái trại mà hồi đó tụi tôi ở đó. Thì ở đó rồi á, thì một hôm thì tôi nhận một cái thơ của người chị chồng, tức là chị của anh Tài đó, gửi vô trong đó. Chị nói một câu ngắn gọn là Bảy đã về với má ngày tháng năm. Bảy là cái tên thường gọi trong gia đình đó. Thành ra tôi nghe là tôi hiểu là má chồng tôi mất lâu rồi. Nên cái câu nói đó tôi hiểu rằng là anh Tài đã bị tử hình. Thì đêm đó là tôi vào mùng, tôi mới kể cho thằng bé nghe. Và tôi kể nó theo cái kiểu mà rất là cổ tích vậy đó. Tôi nói ồ bây giờ hả, ba đã bay lên trời rồi, ba làm dũng sĩ, ba tiêu diệt kẻ xấu, ba bay lên trời rồi, thành ra là mình sẽ không gặp ba nữa. Tôi nói với thằng bé như vậy, nhưng mà nó thằng đó thì nó không có khóc ào ào hay này kia đâu, nó chỉ rươm rướm lên là mặt nó đỏ lên thôi. Còn tôi khóc, cái sáng hôm sau tôi để tang, tôi xé cái áo rắn ra nhỏ là tôi để tang. Thì đi cán bộ gọi là cán bộ, cái tên công an quản giáo nó mới hỏi tại sao chị để tang. Cái tôi nói chồng tôi mất. Ai nói với chị là chồng chị mất? Cái tôi nói tôi hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy ông chồng tôi về báo là đã bị tử hình. Rồi cái xong nó nói nó làm thinh à, tại vì nó thấy mình nói cũng có vẻ hợp lý quá và sự thật là như vậy nên là nó làm thinh. Rồi tôi để cái mảnh vải may vô áo vậy thôi. Rồi những năm tháng ở trong đó thì cũng quen dần đi. Thật ra tôi cũng sức người, cái người phụ nữ thành phố, rồi còn đi học, hiện tay chân còn mảnh dẻ, rồi còn trắng trẻo rồi này kia. Bây giờ phải tập thích nghi với những điều đó, tôi phải có những cái thời gian mà phải có cái đi chân không ở trên cát nóng để mà gánh 25 đôi nước từ ở bờ sông mà về đổ cho trại xài. Rồi phải vác những cái bao lúa, những cái thủng lúa bự vậy nè, lên trên bậc tam cấp để nhập kho. Rồi có những cái buổi chiều mưa mà phải cấy với ruộng, mà đĩa thì nó buông, mà anh biết người phụ nữ mà đĩa là sợ lắm, sợ chết khiếp luôn á, mà cũng ráng là túm lại cái chân rồi để cho đừng có chung, nó đừng chung vô trong quần đồ này kia. Rồi phải sợ cái cố gắng lấy can đảm nắm nó giục ra, rồi vân vân. Rồi từ những cái điều mà người mỏng manh của người phụ nữ ở thành phố mà mình trở nên là lì lộm, rồi đen đúa, hay là gan lì trước những cái chuyện này chuyện kia,
thì ơn trời là tôi vẫn khỏe chứ tôi không có bị bệnh. Bởi vì tôi nghĩ trong cái hoàn cảnh đó nếu mà tôi bệnh thì ai sẽ lo cho thằng bé. Mà cái điều đó làm cho tôi luôn luôn thôi thúc là mình phải sống để cho con mình được sống. Cứ mang cái điều đó hoài. Rồi hai mẹ con thì cứ cơm cháo rau rồi riết rồi nó thành một cái giống như mình quen cái công việc rồi mình quen với cái môi trường sống đó rồi. Nên là tôi không còn cảm giác là mình dĩ nhiên là vấn đề ở chồng thì cũng mất rồi, án thì cũng lâu rồi, cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh nó đã như vậy rồi, mình cũng không thể thay đổi được cái gì hết. Nhưng mà làm sao thằng bé nó khỏe. Có một lần đó là nó lên một cái cơn sốt cao lắm. Lúc đó thì tôi còn ở lúc đó là còn ở Phan Thiết, còn ở trại cũ. Thì nó mới đem lúc họ cũng không phải tốt gì đâu, nhưng mà họ phải di lý gọi là chuyển tôi về lại Sài Gòn để tìm thêm. Lúc đó có những vụ án khác, chẳng hạn như vụ án Trần Văn Bá rồi những vụ án này kia thì nó bắt đầu nó bị bể ra rồi. Thì họ mới mang tôi về Sài Gòn để hỏi lại là những người này có liên lạc với chị không? Những người này có nằm trong nhóm chị không? Như là để nhận diện á. Tôi nói không, nhóm chúng tôi chỉ có chỉ nhóm thôi, chúng tôi không có quen ai, không có một cái liên lạc nào hết. Thì lúc đó thằng bé nó sốt thì họ mới đưa nó vô bệnh viện di động. Thì họ mới cách ly tôi ra để mà khai cung cho dễ. Nó nói nếu mà chị không khai báo thật á thì con chị không bao giờ được thấy mặt chị. Rồi tôi nghĩ thằng bé nó quá bệnh rồi, nó đã sốt cao quá rồi mà không có thuốc men gì hết. Rồi tôi nói là tôi vẫn nói không, tôi không có dính líu gì tới những tổ chức này hết. Thành ra rồi tùy à, nếu mà nó chết là mấy ông chịu trách nhiệm. Tôi nói vậy. Rồi cuối cùng thì thằng bé nó sốt cao quá, ở bệnh viện báo lại cho cái trung tâm thẩm vấn ở Sài Gòn đó. Thì họ cũng lật đật, họ sợ, họ nói chung là cộng sản họ cũng có cái gì họ sợ trách nhiệm. Họ nhận của tôi từ ở Phan Thiết, họ đem ra đây khai, mượn tôi ra ở Phan Thiết ra đây để khai cung thêm mà không có gì được, phải trả tôi về thôi chứ giữ nó, giữ tôi lại rồi con tôi chết thì thế này thế kia còn đủ thứ chuyện nữa. Cuối cùng là họ cho tôi vô bệnh viện nhận thằng bé ra, rồi họ lên xe hơi, lúc đó còn ngồi xe hơi đàng hoàng lắm, chạy thẳng ra Phan Thiết. Thì thằng bé nó thở hơi lên, nó gần như nó sắp chết á. Mà mình thấy có mấy ngày mà cái mặt nó đờ đẫn, nó không còn nhận ra tôi. Bình thường là nó là một đứa trẻ tuy tật nguyền nhưng mà nó rất là luyến thắng, nó rất là coi như là vui vẻ vậy đó. Mà bây giờ nó là đơ ra đó, là mặt mày coi như ngơ ngác luôn á, mũi dãi rồi lòng thòng. Rồi cái khi mà đưa nó trở lại nhà trên đường đi thì tôi chỉ biết cầu khấn Phật trời thôi chứ tôi cũng không biết cách nào nữa. Người ta cho nó một vài viên thuốc thôi. Rồi sau nó sốt mê man, rồi xong cái nó tỉnh dậy. Rồi nó sốt mê man rồi nó tỉnh dậy. Chỉ có vậy. Thì mấy anh bạn bác sĩ mà bác sĩ tù ở trong đó đấy, họ cũng nói, họ nói có thể thằng bé con chị nó bị một cái chứng gọi là sốt viêm não. Thành ra rồi sao khi mà nó sốt xong nó tỉnh dậy á, thì người nó bị càng ngày nó càng rút lại hơn. Rồi cái tay chân nó co rút lại, rồi coi như người nó coi như là nó co rúm lại á, cái đầu nó ngoẹo qua một bên rồi, rồi tay chân nó cứ là về hoài thôi. Thì người ta nói là nó là di chứng của cái sốt viêm não mà không có thuốc nào chữa. Nếu mà chị cho nó ra ngoài sớm thì quả mai là nếu mà nó được ra nước ngoài thì ta phục hồi nó lại. Nhưng mà biết làm cách nào, lúc đó là không có một ai, không có người thân, không có ai để mà tôi nói được, coi như là không biết cái gì về bên ngoài, không có ai để người thân nào đến với mình để mà họ cho mình thông tin về nước ngoài hay là thông tin ở bên ngoài xã hội sao. Chúng tôi hoàn toàn mù tịt, giống như mà sống trên quang đảo gì. Suốt những năm tháng là cho tới khi mà thằng bé đã được ra rồi thì tôi cũng mừng. Ở trong trại có một cái tên công an, nó nói với tôi rằng là chồng chị mất ngày nào tháng nào. Cái tôi nói cái nói gì, nó nói một câu mà tôi nói rồi, nó nói có vẻ như nó cũng có vẻ như là nó coi phản ứng mình sao. Nó nói, có thể tôi là một trong số người đã bắn chồng chị, bởi vì có thể là người ta đã điều chúng tôi đến đó 7 người với 7 cây súng để mà bắn một người nào đó mà chúng tôi không được biết tên. Cái luật của nó là như vậy. Thành ra tôi hình dung rằng là anh ta cũng là hình như là cái tên này, cái thời điểm đó, tôi có bắn cái người ở chân núi đất đó, có thể tôi đã bắn chồng chị. Tôi nhìn nó mà tôi không biết là mình nên nên là tha cho nó hay là mình nên giận nó.
Nhưng mà tôi nghĩ đó là công việc mà nó phải làm, mình nên tha cho nó đi. Trong lòng tôi là tôi không có hận thù, mặc dù tôi rất là đau đớn trước cái tin mà nó nói một cách nghĩa là bình thản như vậy. Dĩ nhiên ở tù là khủng khiếp rồi, nhưng mà mỗi ngày qua đi đã là một cái ám ảnh kinh hoàng rồi. Sự đói khổ, sự mệt nhọc, sự đó là gian nan trong gọi là lao động cải tạo, ăn uống thiếu thốn, môi trường phức tạp, hạn hẹp, thiếu gọi là tinh thần và vật chất đều là coi như là luôn luôn bị bó buộc, tù túng. Mình không được nói những điều mình nói, mình không được sử dụng những cái công thành quả lao động của mình làm ra. Thì tôi nghĩ ở trong trại cải tạo hay là ở ngoài đời lúc đó, giai đoạn đó cũng giống như nhau thôi. Nên là tôi có nói cái câu ví von mà cái tên cộng sản này, tên hay cung này nó cũng lanh lắm. Tôi nói là chúng tôi đã đi trên một con tàu và tôi không tuân theo cái câu là xin đừng thò tay ra ngoài cửa sổ. Nên chúng tôi đã thò tay ra ngoài cửa sổ thì tôi bị nạn. Thật ra giống như xã hội các anh bây giờ đang lai, đang kéo vào cái con tàu mà có những cái lê lết như vậy, những cái khổ sở. Và tôi thấy là cái ưu việt, tôi dùng cái từ là cái ưu việt của chế độ này là nơi nào cũng giống như nhau cả. Tôi nói cái câu đó, nhưng mà cái tên cán bộ cộng sản phải công nhận là hắn cũng ranh. Hắn nói chỉ muốn nói là nơi nào cũng đói khổ như nhau hả? Tôi nói cái đó anh nói chứ không phải tôi. Nhưng mà rõ ràng trong lòng tôi nghĩ là ở trong tù mà ăn uống khó khăn hay gian khổ gì, nặng nhọc cũng y như ở ngoài dân mình đang đi kinh tế mới, đang đi đánh tư sản, rồi đang nghèo đói, đang ăn độn bo thì cũng giống như nhau thôi. Thật ra là tôi cũng là một người phụ nữ bình thường, chứ cũng không phải là mạnh mẽ gì. Nhưng mà cái nghị lực mà tôi có thể vượt qua được đó là làm sao phải sống để mang con mình ra khỏi tù. Làm sao để nuôi dạy nó thành người đàng hoàng như cái mộng ước, cái mong đợi mà anh Tài đã gửi gắm ở giây phút cuối cùng. Thật ra đó là lý do mà tại sao tôi cố gắng hết sức để sống, là mình nghĩ rằng mình còn có đứa nhỏ. Chứ cái mức án thì dĩ nhiên là đối với những cái án mà hình sự hay là tham nhũng hay là những cái án mà gọi là cướp giật rồi đó, rất là nhẹ và rất là mau được giảm án. Nhưng mà với tôi đó thì 14 năm mà tôi ở hết 11 năm 9 tháng rồi, 10 năm 9 tháng rồi, vậy tôi chỉ giảm được có mấy năm thôi. Đó là dành cho tù, gọi là tù chính trị, cái mức giảm nó rất là hạn hẹp. Và đừng đòi hỏi công bằng ở chế độ cộng sản. Thành ra tôi coi như là tôi chấp nhận về điều đó. Mình đã có đầy đủ dũng khí để mình vượt qua rồi thì mình sẽ sống cho tới lúc ra khỏi trại. Có thể là một số người người ta không hình dung được là cộng sản nó ác như thế nào hoặc nó độc tài nó như thế nào. Nhất là cái lớp trẻ sau này mà sanh tại Mỹ hay là sau này sanh ra ở Việt Nam sau 75. Lớp trẻ đó năm nay 40 mấy tuổi rồi, họ cũng đã có gia đình và có con cháu rồi. Thành ra họ không hình dung được là ồ, hồi xưa làm gì có cái vụ đó, làm sao mà tù tội dữ vậy, làm sao này kia. Họ không thấy. Và tôi nghĩ rằng mình là một cái nhân chứng về điều đó. Đầu tiên đó, không phải đợi tới ở tù. Đầu tiên đó, tôi học được cái từ cộng sản là cái bài học phản bội. Tức là ngay từ đầu 75 vô là tôi đã thấy được cái bài học phản bội đó là ba tôi đã đối xử không tốt với lại cô tôi, người đã nuôi con mình bao nhiêu năm mà khi ông ấy về ông ấy cứ bắt buộc là thằng con trai của cô tôi là một cái sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải tìm cho được nó để mà bắt nó đi tù. Như vậy là sự phản bội. Tôi cho là đó, tại sao người ta nuôi con mình bao nhiêu năm mà bây giờ người ta có một thằng con trai mà mình lại phải đi truy lùng nó, phải đi tìm nó để mà bắt nó đi tù. Thành ra đó là tôi cho là bài học phản bội. Mà không phải một mình tôi cũng có một nhiều số bạn bè cũng tuổi lứa tuổi như tôi. Bài học đầu tiên mà người cha của họ dạy cho họ là bài học phản bội, là phản bội là những người mà trong thời gian họ đi tập kết, thời gian họ đi hoạt động cách mạng
giao cho người con cháu dòng họ nuôi, nhưng mà sau đó họ khi về họ lại quýnh tư sản, họ lại đập sập cái ngôi nhà mà người họ, những người đó đã nuôi con mình, đã nuôi nuôi mình, chính những người mà nuôi mình trong thời gian mà mình là lẫn lúc ở ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó, rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng bây giờ cũng đã phải là đau đớn nhận ra rằng là họ bị phản bội. Ngày xưa họ đã dành từng miếng cơm, miếng gạo để mà nuôi quân kháng chiến, rồi bây giờ về thì họ cũng bị người ta đuổi nhà, người ta cướp đất, người ta giành ruộng, người ta nghĩa là đang làm cho họ tán gia bại sản. Thì đó là gì? Bài học tôi cho là đầu tiên nhất của Cộng sản là bài học phản bội lại chính người của mình. Tôi nghĩ rằng là tuổi trẻ nên hiểu hơn về thực chất của Cộng sản để mà mình nghĩ rằng là phải loại trừ nó bằng cái cách nào đó, chứ không thể nào mà cứ cúi đầu ngoan ngoãn chấp nhận. Có một cái con bé nó sanh tại bên Mỹ này, thì nó là đại học, nó đang học ở một đại học danh giá cũng nổi tiếng của nước Mỹ, thì nó nghe cái câu chuyện và tôi cũng không có giấu giếm nó cái gì, tôi cũng kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Nó nói con cảm ơn là đã chia sẻ cái câu chuyện đó và con cảm thấy con tự hào con là người Việt Nam. Tức là đó là một cái hạt giống tốt rồi đó, mình đã gieo lên những cái mầm tốt ở trên một mảnh đất tốt. Dĩ nhiên câu chuyện nó qua lâu rồi, rất là đau đớn mỗi lần nhắc lại. Tôi đã cố gắng là dằn nén cảm xúc của mình. Anh ấy bị mất năm 82 và bây giờ nó đã là bao nhiêu năm rồi, nhưng mà cái nồng đau đớn nó vẫn không nguôi mỗi lần nhắc lại. Và cũng như nó nói về thằng con của tôi, sự tật nguyền của nó làm cho tôi cảm thấy là mình có lỗi, là đã đẩy nó vô một cái môi trường mà nó phải chịu đựng như vậy suốt mấy năm ở trong tù, để cho thằng bé nó bị tật nguyền như vậy. Tôi cảm thấy mình ân hận về điều đó, nhưng mà tôi chưa bao giờ ân hận về những gì mình đã làm, về những tội lỗi mà mình đã bị gọi là kết án như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hề cảm thấy ân hận. Và tôi cũng khẳng định một điều là nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ làm y như vậy nếu còn Cộng sản Việt Nam. Đó là một cái điều mà lòng tôi luôn nghĩ về điều đó. Bởi vì nếu mà mình không có làm một cái gì đó thì cảm thấy giống như mình cảm thấy mình trai rứt với lại quê mẹ.